thông minh để hiểu thánh ý của Ngài. Con không đủ tài năng thực thi lời Ngài dạy huân. Con không đủ khiêm nhu ngồi nghe giới răn của Ngài. Con không đủ sẵn sàng đi theo con đường Giê-xu. Rồi Ngài đến gõ cửa tìm con, rồi Ngài đến chúc lành chào ban, dẫn con đi vào đời, chứng nhân cho cuộc đời về tình yêu nước trời. Con vẫn còn hoang mang, Ngài chọn con hay con chọn Ngài? Con vẫn còn lang thang, đường trần gian hay đường tận thiên? Con vẫn còn mê man, tiệc liên hoan sớm vui chiều tàn? Con vẫn chưa sẵn sàng nhận lãnh tình Ngài trao ban? Thank you.